đến với kênh Hoa Quả Sạch Cao Phong. Bệnh sốt xuất huyết và sốt rét thường xảy ra vào cái mùa hè nắng nóng này do loài muỗi nó chích hút mọi người nhé. Hôm nay kênh Hoa Quả Sạch Cao Phong xin chia sẻ với mọi người một cái mẹo đuổi muỗi ra khỏi ngôi nhà mình để an toàn cho sức khỏe của mình, nhờ bằng cái loài cây ăn được mà mình vẫn hay sử dụng hàng ngày, rất là hữu ích luôn. Hôm nay mình xin chia sẻ với mọi người. Đây thưa mọi người, đây là cây ngải cứu mọi người nhé. Ngải cứu mình hay ăn đây mọi người, rất chi là đơn giản. Cái mùi hắc của cây ngải cứu này là muỗi nó rất sợ luôn, nó kỵ rất là mùi ngải cứu và cái mùi của cái cây bạc hà, rau thơm đó mọi người, cũng như là những cái dòng xịt muỗi rồi là những cái dòng thuốc để mình đánh muỗi thì nó cực độc luôn. Thì hôm nay kênh Hoa Quả Sạch mình xin chia sẻ với mọi người cái mẹo chữa đuổi muỗi ra khỏi ngôi nhà của mình bằng cái dòng ngải cứu này, cực kỳ là hiệu quả luôn. Mình chế biến, mình vặt nó hơi dài ra một chút như này mọi người nhé, và sau đó mọi người phơi nó héo và khô cũng được, hoặc là héo héo như mình như này. Sau đó mọi người sẽ cho vào một cái túi sách, hoặc là mọi người buộc vào, mọi người cho vào những cái góc nào mà muỗi nó hay lui đến nhất, như gầm giường hoặc là bệ tủ chẳng hạn, thì nó sẽ ngửi cái mùi này, nó sẽ hắc, nó sợ và nó sẽ không bao giờ nó bén bảng đến mọi người nhé. Bây giờ mình sẽ thực hiện là mình sẽ đi bó và mình cho vào trong những gầm giường rồi treo lên góc nhà chẳng hạn đó mọi người nhé. Và việc tiếp theo là chúng ta sẽ cắt những cái cây ngải cứu này thành bó nhỏ nhỏ, hoặc là những cái các bạn muốn treo lên góc nhà hoặc cái gì thì các bạn dùng một túi bóng hoặc một cái túi nào nó có lỗ chẳng hạn, cái túi nịt có lỗ để mọi người bó, mọi người cho vào thì mọi người không phải bó và mọi người treo lên đó, mọi người nhé. Như bây giờ thì mình sẽ cắt thành bó nhỏ nhỏ và mình sẽ bó lại mọi người nhá, cho nó ngắn ngắn ra tí. Mọi người có cái bó túi thì nó sẽ đỡ được những cái lá này nó rụng mọi người nhá, thì hay hơn. Như mình thì mình nhà rất là nhiều rau ngải cứu nên là mình chỉ bó không thôi, mình chỉ bó vào như thế này, nắm nhỏ nhỏ như này thôi mọi người nhá. Sau đó mình lấy mình ném vào trong gầm giường luôn, thì 3-4 ngày sau, một tuần sau là nó cái lá của nó cũng hết, thì mình mới lại lấy chổi quét ra xong mình lại cắt bó khác mình cho vào mọi người nhé. Nhà mình trồng rất là nhiều rau ngải cứu luôn đấy. Bó lại như này. Mọi người có thì mọi người kiếm cái túi thì nó đựng vào cái túi mà bọc nó có lưới, thì mọi người bọc vào như cái túi lưới, mọi người mua cái túi lưới như ở thành phố mọi người, hoặc là ở đồng quê nào mà các bạn ít rau ngải cứu này thì các bạn lấy cái túi lưới các bạn bó nó lại thì cái lá của nó sẽ không bị mất mọi người nhé, nó không rơi ra. Đấy, mùi rất là hắc luôn mọi người. Đấy, cứ bó ngắn ngắn lại như vậy mọi người nhé, từng bó một bé bé như vậy thôi, xong là ném các góc nhà như này, mình có thể cắt đôi ra được mọi người nhé. Cắt đôi ra mọi người, dây thì tước ra nhé mọi người. Đấy, mọi người cứ buộc vào như này, từng nắm nhỏ và mọi người ném vào trong gầm giường hoặc là gách góc tủ hoặc là góc bàn học của các con ấy, ở dưới chân nó đốt rất là nhiều luôn, hoặc là bàn nước ngồi nó rất chi là nhiều ở dưới cái chỗ bàn uống nước mọi người. Và mọi người ví dụ như ngồi ở bàn uống nước chẳng hạn thì mọi người muốn đuổi muỗi chẳng hạn, thấy cái nắm như này, khi mọi người đã đẻ rồi thì mọi người chỉ cần di cái lá ra là tự nhiên cái mùi của nó rất là nhiều luôn mọi người nhé. Mùi nó hắc lên luôn nên là muỗi nó không bao giờ nó dám vào rồi. Cực kỳ hay luôn mọi người nhé. Kênh mình là kênh luôn chia sẻ với những kinh nghiệm làm vườn cũng như là những cái mẹo vặt xung quanh đời sống hàng ngày của chúng ta. Mọi người xem, mọi người nhớ cho mình một like cũng như là ấn nút đỏ đăng ký ở phía dưới nếu như chưa đăng ký, cộng theo chuông báo để mọi người sẽ nhận được sớm nhất những cái video mình sẽ chia sẻ với mọi người tiếp theo mọi người nhé. Và mọi người thấy video của mình hay, có thể giúp ích được cho mọi người thì mọi người hãy chia sẻ kênh của mình cho mọi người cùng biết, kênh của mình sẽ phát triển mạnh hơn nữa mọi người nhé. Xin có lời cảm ơn tất cả mọi người. Đã xong mọi người nhé. Và ví dụ như các bạn muốn treo như mình đây, mình muốn treo thì mình sẽ cho hai cái góc giường của ngủ mình ở trên, mình cho vào hai cái túi như này. Ở trong buồng ngủ này rất chi là nhiều muỗi luôn mọi người, thì mình để một cái góc trong này, ném vào một góc như này đấy, để vào đây một túi như này, rồi trong gầm giường mọi người nhá. Đây mọi người, trong gầm giường này để một ném vào cây trong gầm giường đấy, mùi rất chi là hắc luôn. Đây như bàn học của con mình đây mọi người, hay ngồi học
thì mình sẽ phải để ở đây mọi người nhé, để dưới gầm như này chẳng hạn, ngồi thậm chí mình muốn di cái tay lên một cái là nó mùi hắc luôn lên, muỗi không bao giờ nó có ở đây. Đấy, như bàn bên này thì mình sẽ để ở đây đây mọi người này. Đấy, cực kỳ hiệu quả luôn. Thì mọi người xem, mọi người thấy video mình chia sẻ nó hữu ích và giúp ích cho được mọi người thì mọi người nhớ cho mình một like, cũng là nút chia sẻ ở bên cạnh để mọi người ủng hộ cho mình, cũng như là nhiều người biết đến kênh của mình để kênh của mình phát triển mạnh hơn nữa. Xin được có lời cảm ơn tất cả mọi người nhé. Và đến đây mình xin tạm dừng video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Thân ái chào mọi người nhé.